Truyền thông phòng khám cho từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại giường trồng thảo mộc của phòng khám cho từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nằm trên diện tích 4.000 m² tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, giường thuốc nam của phòng khám cho từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí như một ốc đảo xanh mát ẩn chứa nguồn tài nguyên quý giá của y học cổ truyền Việt Nam, không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu cho hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám, giường thuốc còn là điểm đến tham quan học hỏi và trải nghiệm cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về các loại cây thuốc nam quý hiếm, điều kiện lý tưởng cho các loại cây thuốc quý. Đất đai giường thuốc được thiên nhiên ưu đãi ban tặng với 4.000 m² đất thịt màu mỡ, không nhiễm phèn nhiễm mặn. Đây là điều kiện lý tưởng cho các loại cây thuốc phát triển, đặc biệt là loại cây thuốc vốn rất nhạy cảm với môi trường khí hậu, nằm ở khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với lượng mưa và nhiệt độ trung bình phù hợp. Vườn thuốc sở hữu điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự sinh trưởng và đa dạng của các loại cây thuốc, hệ sinh thái đa dạng. Vườn thuốc nam của phòng khám cho từ yêu thương cho không được các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là nơi quy tụ nhiều loại cây thuốc quý được sưu tầm từ khắp các vùng trên cả nước. Mỗi loại cây đều mang trong mình những giá trị y học độc đáo, góp phần tạo nên một hệ sinh thái y học đa dạng và phong phú. Một số loại cây thuốc quý hiếm tiêu biểu: cây chống ung thư, cây xạ đen, cây trị bệnh tim mạch, cây đinh lăng, cây hoa què, cây nành vàng, cây trị bệnh gan, cây gài dây leo, cây diệp phả châu, cây mật nhân, cây trị bệnh tiểu đường, cây mướp đắng, dây thiều canh. Giá trị to lớn, dùng thuốc nam của phòng khám cho từ yêu thương cho không được các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu sạch an toàn cho hoạt động khám chữa bệnh. Nhờ được trồng và chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, các loại cây thuốc trong vườn luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất, không chứa quá chất độc hại, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền Việt Nam. Vườn thuốc góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị tinh hoa của y học cổ truyền, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng cây thuốc nam trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Vườn thuốc là nơi tổ chức các hoạt động tham quan học tập nghiên cứu khoa học về các loại cây thuốc, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng thuốc nam cho người dân. Vườn thuốc nam của phòng khám cho từ yêu thương cho không được các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một tài sản quý giá, không chỉ đóng góp cho hoạt động khám chữa bệnh mà còn mang giá trị văn hóa, khoa học và giáo dục to lớn. Vườn thuốc là minh chứng cho sự tận tâm và cống hiến của cha Tường trong việc giữ gìn và phát huy y học cổ truyền Việt Nam. Trong tâm tư tiếng gọi ngày nào vàn câu yêu thương lời giáo ước cầu,
chỉ con nguyện chung tin chót đời dân hương, đây niềm mơ ước đời xin mãi thuộc trọn về cha. Cho vẹn câu ước thề, cho thế chân mùa hồng ấm.